này trên phố mưa tơi vời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tây trên gác khuya quay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm, bài ca em gom góp một đêm, để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Em xin được test một bộ cấu hình dành cho chị Dương Thị Lương, chị ở Thái Nguyên, số đuôi điện thoại là 3953. Thì chị lấy của em một bộ cấu hình như sau: một chiếc UGX10 hay là mã, một chiếc vang cơ FX100, một chiếc lọc xì 215 nhầm, với một con TCA D430. Thì bộ cấu hình như này thì chị ghép với một chiếc loa, đó là chiếc loa Yamaha KMS-1000 hàng bãi thanh lý các bác nhá. Các bác có thể thấy KMS-1000 rất là đẹp. Thì một bộ cấu hình như này thì bên em đang bóc ra để test cho chị và chuyển xe cho chị. Một bộ cấu hình này giống một bộ cấu hình của một bác trước đó em đã test, nhưng là chị lại thêm mic không dây ra là tiền nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, thì bây giờ bên em sẽ hướng dẫn kết nối và căn chỉnh thế nào cho ok nhất chị nhé. Thì cậu nhân viên bên em sẽ hướng dẫn kết nối. Thì đầu tiên bỏ qua cái con mic không dây này ra, thì chúng ta sẽ nhạc đầu vào, thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Chị chú ý là sẽ cắm vào input kênh A hoặc input kênh B chị nhé. Đấy, xong tiếp tục đầu ra G và L. Đây, chị chú ý cho em là G và L thì sẽ cắm xuống, G và L trên vang thì sẽ cắm xuống input trên con lọc, input trên lọc. Đấy, input trên lọc, cắm xuống input trên lọc. Đấy, còn output trên lọc, output trên lọc đây là đường out. Đây có hai đường, tất cả sẽ được tặng hết rắc cắm đâu. Đấy, cứ cắm chắc vào. Đấy, xong rồi cắm xuống cục đẩy, xuống input của cục đẩy. Đây, input kênh A và input kênh B. Đấy, thì tiếp tục thì loa thì chúng ta sẽ bắt như thế nào? Thì em tháo cái này thôi. Cái này thì bắt rất là đơn giản thôi. Chị sẽ xoáy ra như này và lộn ra. Đấy. Cái này thì mình sẽ đấu vào, mình nhìn bên trong này, nó sẽ là một cộng và một trừ đây. Một cộng và một trừ thì chúng ta sẽ là một cộng, chúng ta sẽ đấu vào đỏ và một trừ sẽ đấu vào đen và kết nối thôi. Bây giờ sẽ kéo cái này lên. Đấy. Áp đúng. Đấy, và chúng ta sẽ luồn vào trong cái củ này. Đấy, rất là đơn giản thôi, và xoắn lại. Đấy, và chúng ta sẽ cắm vào đầu output của loa. Thì tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cắm nguồn thôi. Còn với mic không dây thì chúng ta sẽ đầu out của mic không dây này. Đầu out của mic không dây. Mic out là jack 6 ly, nó có sẵn trong cái hộp. Đấy. Sẵn trong cái hộp thì chúng ta sẽ cắm xuống đường mic 1 này. Cắm vào đường mic 1 này các bác nhé. Đấy chị nhé. Thì bây giờ em sẽ cắm điện và em sẽ
chỉnh phần mic cho chị và cho các bác xem. Tiếp theo em đã cắm nguồn và em bật nguồn lên thì cái mà căn chỉnh thì nó rất là đơn giản các bác nhé. Như chị chú ý nhé, thì những cái như là mic này em sẽ để cho nó căng lên. Đây là em cho đang tăng hết cỡ, còn bình thường mình cứ tăng tầm 4 giờ là hợp lý. 4 giờ đấy, 4 giờ là hợp lý, như này là 4 giờ này đấy. Còn đối với cái phần loud mic, với 2 mic thì nó là phần mic tune, thì chúng ta lên khi này thì em để mức 10 giờ này, cái nút này là mức 11 giờ đấy. Còn khi chúng ta muốn nó bắt mic hơn thì chúng ta nên để ở mic 1 nên để ở mức 3 đến 4 giờ đấy. Còn đến cái phần music này, music thì em đang để tất cả ở mức 12 giờ các bác nhé. Ở đây để echo này, echo em đang để 59 thì tiếng nó sẽ rất là bay. Đây là music volume, mic volume này, cái độ to nhỏ của mic này. Và đây là music thì em đang để rất là cao vì cái máy phát nhạc của em nó em để nhỏ nên bắt buộc là khi mình cho to là nó phải cho to cái này. Còn bình thường thì chúng ta có thể tùy chỉnh và cho nhỏ hơn. Tiếp tục cho đến cái con lọc xì. Muốn thanh tiếng và độ rộng tiếng thì chúng ta nên ấn vào, nhưng mà với clip này thì em sẽ không ấn vào nữa. Đấy. Và chúng ta sẽ tăng giải tần theo ý muốn, mình thích nhiều bát nhiều chép thì tùy chỉ, nhưng mà khi hát thì chúng ta nên để ở mức vừa phải đấy, mức vừa phải thôi đấy. Phần này ghép mấy bộ này thì em đang để với cấu hình lọc xì như này đấy. Nâng giải bát lên một chút. Với chiếc đẩy TCA D430 này thì em đang để mức 12 giờ. Đấy, mức 12 giờ là mức bình thường các bác nhé. Đấy, thì nó rất là đơn giản thôi. 6, 7, 8, 9 nghe rất là thanh thoát luôn. Đấy thì một bộ cấu hình như này. À, em còn quên nữa, đằng sau của cái đằng sau của con vang này nó có hai nút. Sau của con vang này hai nút thì em đang để ở mức đang để ở mức 3 giờ chiều. Đấy, các bác cứ để bạn ở mức 3 giờ chiều. Đấy, như thế là hợp lý. Đấy, vừa đây là phần kết nối và phần hướng dẫn. Thì bây giờ em sẽ hát thử cho các bác nghe nhé.